Hello, xin chào các đồng chí và các anh chị em, các bạn thân thương của Lại Minh. Thấy anh Bằng về quê, thấy nhớ nhà quá, thấy cảnh đồng quê là Lại Minh cảm thấy nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ khủng khiếp. Không có nơi nào bằng ở quê hương mình rồi. Tôi nói thật với anh chị em các bạn, chứ nhiều người bây giờ ngồi đó mơ ước qua Mỹ, đi ra nước ngoài đồ. Bây giờ thời buổi bây giờ khó khăn, đi ra nước ngoài giờ nó đòi hỏi trình độ kiến thức và khả năng và kinh nghiệm, chứ ra nước ngoài giờ còn không mà đi làm cu li chết bà cố luôn. Ngay cả nước Mỹ cũng vậy, có nhiều người ngồi đó cứ mơ mộng dân chủ kiểu Mỹ, rồi là nhà cao cửa rộng, xe hơi, nhà lầu rồi. Mèn đất ơi, nó làm tất tần tật, làm tía má nhìn không ra. Giống như mấy thằng mà chống cộng cực đoan lên mạng cũng vậy, tụi nó cài như trâu bò vậy. Nó cài cài ăn trước trả sau, không ăn toàn đồ hộp, đồ đông lạnh. Mà thấy anh Bằng về quê thấy nó vui vui. Tôi là người sanh ra ở nông thôn, tôi thích đồng ruộng quê, ở quê mùa như vậy người nó thư giãn. Nói chứ tôi cũng phải về Việt Nam, qua xứ người ta làm mấy chục năm rồi, giờ thấy quể. Nói đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn, cái đất Mỹ cái gì nó cũng nằm trong khuôn khổ pháp luật. Làm ăn cũng vậy, mình thấy những cái sự hào nhoáng bên ngoài uy nga tráng lệ, nhưng mà phải trả một cái giá rất là đắt, chứ không phải là giỡn đâu anh chị em các bạn. Biết lên bờ xuống ruộng chứ không phải giỡn. Ông trời mà không thương tôi chứ giờ này tôi cũng ăn mày rồi, chứ đâu phải giỡn đâu. Các bạn biết kinh tế Mỹ nó rớt năm 2008, nhiều người te tua tơi bời ba lá chứ không phải giỡn. Nhà ông trời thương cho nên tôi mới được ngày như ngày hôm nay, chứ đâu phải giỡn đâu. Thương trường đó là chiến trường mà. Các bạn thấy cái nhiều người Việt mình bây giờ qua Mỹ, các bạn nhìn rồi, làm chết bà cố luôn, làm nhiều khi cuối năm rồi không có được cái tiền để mua vé máy bay đi về. Nghĩa là vé máy bay bây giờ nó rẻ đó, chứ không phải là giỡn đâu. Về Việt Nam, về quê ha, cất cái nhà, có miếng vườn nhỏ nhỏ, đào ao nuôi cá. Oh man ơi, nó thư giãn mà nó vui. Sáng sớm bà con ngồi nước trà, cà phê, cà pháo. Chiều ngồi thấy mấy ông cụ già ngồi thấy thương ha. Ở Mỹ làm gì được như vậy, ở Mỹ không có những cái cảnh sống như vậy đâu. Nói chứ tôi thích sống đời dân dã, chứ thành thị bây giờ nó cũng bon chen lắm. Các bạn thấy Việt Nam bây giờ đổi mới, đất nước phát triển ở những cái đô thị lớn, đời sống nó cũng bon chen chứ lắm. Chỉ có ở những đồng quê nó thư giãn, con người nó sống rất là mộc mạc, dễ thương và hiền hòa. Mà nói tới đất Mỹ thì các bạn biết nó đâu phải giống như là một cái thiên đường mà nhiều người nghĩ đâu. Những người, một số người người ta có được ngày hôm nay, họ trả một cái giá rất là đắt. Còn những thành phần mà lóc chóc lôi chôi bây giờ qua Mỹ rồi mang được cái mác Việt Kiều thì giống như là ghê gớm lắm. Tôi thấy nó xưa rồi, nó cổ xưa rồi. Việt Kiều giờ gì nữa. Dân Việt Nam mình bây giờ mà chịu khó làm ăn mà sống cũng ok lắm, chứ không đến nỗi như bên Mỹ đâu. Tôi thấy Mỹ con người ta nó giống như cái máy. Chỉ có mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó nổ, nó lên rồi nó bảo là dân chủ rồi tự do nhân quyền thế này thế nọ. Nhưng mà anh chị các bạn nên nhớ, nó có một cái khuôn khổ pháp luật của nó hết trơn. Cây cột đèn mà nó còn có luật, có cái luật của nó.
cái cây mà nó mọc ngoài đường nó cũng có luật của nó, chứ không phải đi ngang thấy cái cây mọc ngoài đường cái bứng về nhà, bứng về nhà mình, nó không có gì đâu. Ở bên Mỹ cái nào của chính phủ ở ngoài đường á, công cộng á, là thuộc về chính phủ, còn trong cái khuôn viên nhà mình á, nó thuộc về tư nhân, nó gọi là private hay là privacy, private đất private, còn public đất công cộng á, nó thuộc về chính phủ. Đi ra công viên cũng vậy, công viên nó thuộc về của chính phủ, chính phủ rồi tất cả mọi thứ là chính phủ nó quản lý, bẻ tầm bậy tầm bạ ra ngoài đó mà bẻ cây mà tầm bậy tầm bạ là cũng bị phạt. Đi xách cái cần câu thấy cái hồ mà đi câu cá mà không có cái giấy phép cũng bị phạt. Các bạn biết ở bên Mỹ xách cái cây cần câu đi câu là cũng phải mua giấy phép, chỉ cần giấy phép đi câu rồi có chiếc tàu cũng phải mua giấy phép, giấy phép hàng năm tiền lệ phí tàu là mình kéo tàu đi câu á, là mình đi câu là mình phải mua cái giấy phép đó, mình chạy giống như xe vậy đó, mình phải đóng thuế hàng năm. Còn đi xuống mà cái bãi mà để xuống tàu á là cũng phải mua giấy phép để đi vô cái cổng, chính phủ nó làm cái cổng mình mà không có mua cái giấy để đi vô á, cái ticket để đi vô á nó phạt. Có lần đi câu đi xuống tàu mà tối quá quên tìm không thấy được cái chỗ để mua cái ticket để là mình dán lên chiếc xe là mình có mua, mình có trả tiền bãi á, phạt 75. Trong khi đó cái ticket chỉ có 15, nó phạt 75 mà mình không trả tiền phạt đó là các bạn biết nó không có cho mình kéo tàu xuống đó nữa, và nó cấm mình vĩnh viễn không cho xuống, nó phạt còn nặng hơn nữa. Nó phạt rồi là phải trả. Đi săn bắn rồi cũng vậy, mình cũng phải mua giấy phép hàng năm. Mà bắn thì phải bắn loại chim cò gì, không phải đụng đâu bắn đó. Ngoài trừ mình đi bắn lậu gọi đi săn là mình phải ở Mỹ mà nó có cái gì nó cũng có trong cái khuôn khổ của nó, chứ không phải giống như nhiều người cứ nghĩ rằng ở Mỹ là tự do, tôi qua đó tôi muốn nói gì tôi nói, tôi muốn làm tôi làm, nó không có như vậy đâu, nó không phải như vậy, không phải hoàn toàn vậy. Ở Việt Nam thì được. Ở Việt Nam thì tôi thấy nhiều người lên mạng rồi chế hình bác rồi chế ảnh đồ xuyên tạc đồ này kia, nhiều khi bên an ninh hay chính quyền nhà nước họ cũng chẳng thèm đụng tới, cho đến khi nào mà những người đó mà họ đi quá giới hạn thôi, họ làm những cái chuyện gọi là gây đến mất an ninh trật tự, bạo động bạo loạn đồ, thì bên an ninh Việt Nam mới sợ gái nó thôi. Còn Mỹ thì không có đâu. Các bạn biết cái gì không vậy? Anh phạm luật là quốc anh tới bến. Anh phạm luật giao thông là anh ngồi yên. Anh muốn cãi thì anh ra tòa anh cãi, anh nói chuyện với ông tòa, anh cãi với ông tòa là tại sao anh bị phạt như vậy, tại sao anh làm sai như vậy. Anh phải giải thích một cái lý do nó đúng thì tòa họ mới giảm hoặc là tha thôi. Mà ra tòa đâu phải là dễ đâu. Ra một cái tòa ở bên Mỹ các bạn biết nó nghiêm trang lắm. Ông tòa mà ông bảo im là im, ngồi là ngồi, đứng là đứng, loạn chọn mà cái thằng mà bảo vệ nó lại nó cộng cái cụp tội còn nặng hơn. Cái hệ thống tòa án của Mỹ nó đâu qua đó lắm, trật tự và đâu qua đó, chứ không phải như loạn xạ sàn ngầu kiểu Việt Nam khi xử án đồ ra ngoài đường xử công cộng đồ, không có chuyện đó. Mỹ nó không có chuyện đó, never. Pháp luật của Mỹ mà chị em các bạn tôi nói nó
cái gì nó cũng có kích có thước. Anh muốn dời cái cây, anh muốn trồng cái cây, anh muốn đào cái ao cá, anh muốn đào cái hồ, anh muốn sửa cái nhà, anh muốn che cái mái, anh muốn làm bất cứ cái gì, anh muốn cất cái nhà hay bất cứ gì, nó phải có một cái luật của nó, nó phải nó có cái cốt của nó. Ngay cả cái người đi bán bưng, anh chị em các bạn đi bán, đừng có nói là Mỹ không có đi bán, mà gọi là đi bán theo kiểu Việt Nam mà để xe đi bán, nó có. Ngay cả những người đi bán đó, họ cũng phải có giấy phép thành nghề, họ có những cái đóng thuế, họ phải có thêm môn bài, họ phải làm đúng cái luật. Các bạn biết bên này nó có những cái loại xe mà người ta bán, người ta bưng, người ta đi ấy. Cho nên nó đâu có đó hết trơn, không phải Việt Nam đâu. Đừng nói là bên Mỹ không có người đi bán bưng, bán mà đẩy xe có thiếu. Đi xuống thường thường mấy cái khu mà trung tâm thành phố, mấy cái khu mà trung tâm thành phố. Hi, how are you? Thank you. Các bạn đi xuống đó, người ta bán bưng đồ, người ta bán ở mấy cái góc đó, không phải bưng, nó bưng thì hơi quá đáng. Nó làm mấy cái xe gọi là xe lunch, họ đi bán hot dog, họ đi bán cái này cái kia. Luật pháp nó đâu ở đó rồi, tao phải giỡn rồi. Chỉ có mấy thằng chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tụi nó xạo xạo, nó nghĩ, nó nói là Việt Nam không có nhân quyền, tự do, dân chủ. Nhân quyền kiểu của Mỹ đâu cũng vậy, dân chủ kiểu Mỹ nó đâu qua đó hết. Các bạn biết tướng 4 sao mà còn bị lột chức, tướng 4 sao mà nói tầm bậy bạ lột chức. Ông Norman đó, các bạn biết tướng 4 sao đó, chỉ phê phán ông Bush, tổng thống Bush đó, về vấn đề mà đánh Iraq đó, phê phán chỉ trích thôi, ông lột lon cho về giường, đâu phải giỡn đâu. Tổng thống là nó gọi là tổng tư lệnh mà, lột về giường, cho ông về giường. Ông Dan Gar, các bạn biết là một én cờ của CBS. Ông ta là én cờ của CBS, là một người các bạn biết làm lương. Ông đó làm lương là nó là tiền triệu hàng năm, tiền triệu đó. Các bạn biết ở Mỹ mà những người mà làm cho tin tức mà người ta có tiếng tăm, họ giàu lắm, làm một năm của họ cả trăm triệu tiền lương của họ. Các bạn biết én cờ là một cái chức rất là lớn đó. Mà ông chỉ nói không đúng về tổng thống Bush, các bạn biết, nói mà bình luận mà không đúng, nó quất ổng văng vô vách luôn. Coi là nguyên cái tập đoàn, cái ban biên tập của ổng văng vô vách. Các bạn biết thời ông Bush đánh Iraq, just only before drop off. Yeah, thank you. Thank you, you too. Các bạn biết nó giờ ổng nói mà không đúng, cái bình luận mà nó không có chính xác, là cả ổng biên tập của ổng văng, nó quấn văng vô vách tiếng tăm của ổng. Một người mà từng gọi là tới nỗi mà tới thời ông Saddam Hussein đó, mà anh chị em các bạn biết ông Saddam Hussein tới nỗi mà mời ổng qua họp báo, ổng uy tín đến độ như vậy á, mà ổng còn văng vô vách. Ở Mỹ nó nắm hằng có tóc, giống như mấy thằng khùng khùng điên điên, giống mấy thằng bao que xô lá mà đi chống cộng mà xạo xạo á, mấy thằng khùng khùng á, thì mấy thằng đó nó không đụng thôi. Tại vì mấy thằng đó đụng vô cũng không làm được, cũng chẳng có ích lợi gì. Còn mà người mà dân mà có tóc, nó quýnh dân vô vách hết. Pháp luật các bạn biết. Ngay cả cái trình diễn mà cái show mà football của Mỹ, các bạn biết Mỹ nó thích football lắm. Cái nó gọi là cái giải lao đó, có 15 phút thôi. Nhỏ Janet Jackson mà nó hát với thằng Jason, thằng vũ công, nó bức chúng ngay ngực nhỏ. Gách cái áo đưa quyền cái vú rồi. Ngay cái giờ rồi bị phạt liền.
tại vì bên truyền thông nó có cái commission của cái regulation của bên tụi chính phủ liên bang, nó có cái nó gọi là FCC, Federal Communication Commission, các bạn biết. Cái gì nó cũng có cái chính phủ luật liên bang nó nằm phía sau chứ. Bất cứ ngành nghề gì, các bạn thấy ngay cả dân mà đi làm nail bên Mỹ, nó có state board, có nghĩa là nó có luật của chính phủ tiểu bang. Từng tiểu bang nó có chính phủ đằng sau hết. Bất cứ cái gì nó cũng có một cái luật đằng sau hết đó. Mặc dù nó là tư nhân quá nhưng mà chính phủ nó kiềm chế ở phía sau. Chứ không phải nói là tư nhân quá là anh muốn làm gì làm. Không phải như Việt Nam các bạn thấy tư nhân quá, tôi là người dân tôi muốn nói sao tôi nói, bởi vì cái đó là quyền tự do của con người. Không phải, quyền tự do con người nó phải có một cái khuôn khổ pháp luật. Chính phủ cho anh được tự do anh nói, nhưng mình phải nói trong cái khuôn khổ của cái pháp luật. Anh phải hưởng tôn pháp luật, phải đâu ra đó. Chứ không phải anh leo lên mạng rồi anh muốn nói tầm bậy tầm bạ. Ở bên Mỹ mà các bạn biết Facebook mà lên trên đó nói tầm bậy tầm bạ về người khác đó là nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Là mình có thể bị thưa kiện, đền bù về danh dự, rồi mình có thể bị ra tòa. Mình đem một người nào khác đó mình bài những cái trò hề đồ. Các bạn biết đó, vấn đề an ninh mạng của Mỹ nó rất là chặt chẽ, không phải Việt Nam. Việt Nam mình rất là lỏng lẻo. Nói chung về mọi cái ngành, mọi cái hành, cái pháp luật Việt Nam nó còn rất là lỏng lẻo. Việt Nam mình cần phải có những cái ban gọi là ban an ninh, một cái ban tham mưu về an ninh quốc gia trong cái tình hình mà toàn cầu hóa hiện nay. Mình cần phải có một cái ban gọi là an ninh quốc gia để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, những cái tin tức sai sự thật. Các bạn biết sao vụ biến cố 911 thằng Mỹ nó lập ra một cái ban an ninh mới của nó, nó siết chặt liền, siết chặt người dân liền. Tất cả những gì dân Mỹ mà làm là nó theo dõi hết. Tất cả những cái gì động tình là nó theo dõi hết. Nó theo dõi rất là chặt chẽ và sát nút. Không phải như Việt Nam mình đâu. Về vấn đề an ninh của mình nói chung thì mình còn thả lỏng rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy những mấy cái tụi mà chống cộng cực đoan bên Mỹ nó lợi dụng. Các bạn biết nó lợi dụng, nó len lỏi, nó đi về. Nó đi về nó tìm cách nó dụ mấy người mà nhẹ dạ cả tin. Tại vì nó đem cái đồng tiền đô la đó. Các bạn thấy một đô la bữa nay là 23.000 rồi. Hiện nay Mỹ với thằng Trung Quốc nó đánh nhau, nó làm cho cái đồng đô la tăng. Cho nên cái đô la tăng thì ở Việt Nam mình rất là tốt. Tại vì người ta đi vào Việt Nam người ta thấy cái đồng đô nó mạnh như vậy đó. Cái đồng tiền nó mạnh khi họ đổ vào Việt Nam. Một đô la Việt Nam 23.000, trong khi đó 23.000 Việt Nam ăn được tô phở bình dân. Còn ở Mỹ một đô la ra mua được cái kẹo còn phải đóng thuế. Các bạn thấy đi, nó không có giá trị gì hết. Mà trong khi đó một đô la ở Việt Nam người ta xài rất là mạnh. Ngay cả tôi thấy Việt Nam tôi đi chợ được không vậy, ra ngoài chợ mua đồ không vậy, người ta còn giao dịch với nhau bằng những đồng tiền nhỏ, có nghĩa là 5.000 giấy 5.000 nó còn lưu hành, và giấy 1.000 người ta vẫn còn có thể ra kia người ta có thể mua 2.000-3.000 đồng mắm. Tôi riêng đứng ngoài chợ tôi thấy, hay là họ mua 2-3.000 đồng cái miếng gạo hay gì đó cũng bán được. Chứng tỏ cái bản các bạn thấy đời sống ở Việt Nam nó còn thấp. Cho nên Việt Nam mình nói chung là hiện nay cái vấn đề kinh tế với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước với niềm tin chiến lược tôi thấy rất là hay, rất là hay, tuyệt vời. Chịu khó làm ăn, biết học hỏi, biết phấn đấu để vươn lên, chứ không phải ngồi đó trời ơi cộng sản không có làm được cho tôi, tại sao mà không có làm cái này cho tôi, phúc lợi xã hội này không có cho tôi, không xây cây cầu cho tôi,
Không xây cho tôi trường học. Tại sao con tôi đi học đóng tiền nhiều quá? Tại sao cái đường lộ này không xây lên? Đi thì nó bùng sình. Sao mà trời mưa xuống mà ngập lụt? Ồ thôi đủ thứ hết. Các bạn thấy bên Mỹ người ta đóng rất là nhiều tiền vào, người ta mới có được cái phúc lợi xã hội. Dân Mỹ nó đóng tiền mua cái kẹo còn phải đóng thuế. Nhưng mà những người ở vùng sâu, vùng xa bên Mỹ, đường xá rồi các bạn biết, họ cất nhà lớn vậy. Tất cả là mọi thứ họ phải tự cung tự cầu và tự cấp, chứ đâu phải chính phủ ban phát rồi vô đó anh xây cái nhà trong cái vùng sâu vùng xa rồi chính phủ Mỹ phải vô đó xây cái cầu, làm cái đường, kéo cái đường dây điện cho anh. Ở không có chuyện đó. Ở Mỹ anh vô trong vùng sâu vùng xa, để hôm nào mà tôi đi câu cá, tôi vô mấy chỗ xa cái hẻo lánh, các bạn thấy người ta sống đó, họ tự động họ kéo điện, kéo nước, nước thì phải phân giếng, họ tự hết. Nói chung là hạ tầng cơ sở là mình phải tự hết, mình tự ban đường lộ ra. Như hồi đó tôi về ở vùng ngoại ô tôi ở cũng vậy, lộ vậy, chứ hồi xưa nó ít người ở đó, có mình ít người lắm, ngay cả đường vậy. Tôi có chiếc máy cài, mình phải tự cài đường ra, nhiều khi mưa đó, mình phải cài ra để làm cho nước nó chảy, mình tự làm hết. Dây điện, ổ điện, điện thoại gì cũng vậy, nó kéo tới tốt ở ngoài kia mấy cây số, hai cây số vậy đó, mình phải kéo về, chứ đâu phải ông chính phủ lúc nào mình đi đâu ông phải kéo theo cho mình đâu, không có. Tại vì mình chọn cái lối sống, cái cách sống của mình như vậy rồi mình bắt ông chính phủ ông làm cho mình, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Ở Đức Mỹ nó không có chuyện đó, các bạn biết nó đâu rồi đó. Những cái khu mà đô thị, mà thành phố lớn nó đô thị quá rồi đó, người ta đóng thuế rất là nhiều, dân cư đông, họ tập trung đó họ sống, thì ông chính phủ đứng ra ông làm. Còn anh đi vô mấy cái vùng sâu vùng xa, anh sống lẻ tẻ, anh lập làng lập mạc 5-10 dân cư hay 3-4 dân cư là anh tự cung tự cầu tự cấp hết. Chứ anh không có, anh nói là tôi đóng thuế, anh đóng thuế là anh đóng thuế ở ngoài kia thôi, ở ngoài con đường ngoài kia thì anh chạy ngoài đó đó, là anh đóng thuế ngoài đó. Còn con đường ở trong này anh không có đóng thuế, anh chưa có đóng thuế con đường đó, mà anh bắt chính phủ phải làm cho anh bớt mơ đi cưng. Cho nên tôi muốn chia sẻ về những cái sự khác biệt của nước Mỹ và trong nước Việt Nam mà hiện nay anh chị em các bạn đang thừa hưởng rất rất là nhiều. Tôi về Việt Nam tôi thấy người dân Việt Nam nhiều người ngày hôm nay giàu có lên cũng nhờ chính sách đổi mới của đất nước. Nếu cái đất nước Việt Nam mà không có chính sách đổi mới kinh tế phát triển, lấy cái đéo gì ra mà ngồi đó dân quan, rồi ngồi đó thưa kiện, ngồi đó trời ơi cộng sản ép cái dân, hèn cái giặc đã đảo lại mình. Trọng sức lại mình, Lại Minh nó vẫn còn ngồi đây. Thằng Lại Minh nó trốn, thằng Lại Minh nó không dám lộ mặt. Mắc cười đó chứ, nhiều khi nói tới mấy khúc nó mắc cười. Cứ lô chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Nói chứ tôi cũng thích Việt Nam. Nói thật anh chị em các bạn, hiện nay mà tôi bạn bè ai cũng vậy, gặp tôi mà tôi ngồi tôi ca ngợi Việt Nam họ nó mê luôn, nó không bề là nó phải bề luôn á. Tại vì mình nói không phải mình ca ngợi là mình phô trương, mình nói mình lấy cái đời sống thật sự, như tôi về bản tôi ở tôi sống, mình nói thật sự, nó nghe nó thích, nó đúng, nó về nó thấy cái sự thật. Có nhiều người tôi thấy, tôi cũng có mấy người bạn nói xong rồi về bản mê quá, mua nhà mua đất rồi hồi lúc trước không chịu về, giờ về nó mê quá, giờ nó hơi tao về bên đó kiếm đất kiếm đai rồi nhà cửa rồi ở. Các bạn thấy đi về đến quê hương đất nước của mình, thay da đổi thịt, con người sống rất là hài hòa, dân trí mỗi một ngày cao lên, chứ không phải giống như cái lũ khùng điên ba que sổ lá chống cộng cực đoan có ngày lên mạng đem ba cái dân chủ đa nguyên đa đảng, ba cái đường mương ống cống đâu sách về Việt Nam
bảo là dân Việt Nam phải sao làm giống vậy. Mèn ơi, đúng là khùng với bà, toàn là khùng khùng điên điên không. Mấy thằng ba que chống cộng cực đoan toàn là mấy cái thằng mà dở hơi biết bơi, như Tân Thái, Benny Trương, Rô Sa Đào rồi, toàn là quan tưởng giống như con quỷ con Ly Xà Phạm khùng khùng điên điên. Có ngày ngồi đó chửi nhưng mà làm được gì đâu. Con đó nó chống cũng mấy chục năm mà, nó chống từ hồi ngoài Pau Thoát tôi biết. Nó có cái nick gọi là Hồn Nhiên ở ngoài Pau Thoát. Nó chống rồi đó, nó cũng về nó gãi tiền đơn xong nó bị bắt trục xuất luôn, cho nên giờ ở đâu được về Việt Nam nữa đâu. Thôi xin chào Michael và anh chị em các bạn nha, hẹn gặp sau. Hello, bye bye, bye bye. Ừ, con nó bị khùng á Hà My ơi, cái con nó còn điên mà. Nó giờ đâu được về Việt Nam nữa, nó cấm vĩnh viễn luôn á. Đâu được về nữa. Cấm vĩnh viễn luôn. Cho nên giờ nó ngồi đó, nó sủa. Cái kia đó nó về nó cũng lừa, nó bị mấy thằng trong nước lừa nó nữa chứ, cũng bị dụ, cũng bị lừa mớ. Mắc cười lắm. Nhỏ đó chống, nó chống hồi lúc trước nó chống ở ngoài Pau Thoát cũng dữ dằn lắm. Rồi sau này nó mới vô YouTube rồi nó câu like rồi này kia. Con đó giờ coi như là hết đường về Việt Nam luôn. Nó về nó cũng đem tiền đơn về nó làm dữ. Xuống máy bay xong là chụp liền. Xuống máy bay là chụp liền. Mấy thằng mà chống cộng hải ngoại nhiều khi nó thấy chính sách đổi mới phát của đất nước mình thả lỏng về vấn đề an ninh đồ, nó lợi dụng. Nó về Việt Nam mà nó xạo xạo là lụm liền, lụm tụi nó hết. Thôi xin chào anh chị em các bạn nha, hẹn gặp sau nha. Chào anh chị em các bạn lần nữa, bye bye. Đi chợ, hẹn gặp sau.